mở mẹ không vô. Đi đứng cửa trước gõ rầm rầm hả? Cửa sau đi, người ta tưởng con là ăn cướp sao? Cửa trước đi, không có ăn cướp. Mày nghĩ sao vậy? Tướng mày như con nhái, mày đi cướp ai? Thì gốm, đi đâu ai? Đi kiếm bác sĩ. Có chuyện gì? Khám bệnh. Tao nghĩ rồi, bỏ cái nghề khám gà canh vịt rồi, bây giờ tao khám người, không mày ôm gà tới khám chi? Không phải, khám người, khám người, khám người. Khám người hả? Vâng. Thôi ra kêu má con vô đây đi. Dạ, đưa vô đây. Ủa má con đâu? Má con đâu có bệnh đâu khám. Má con ở nhà. Vậy ba mày, kêu ông vô. Ủa ba không có vô hả? Đâu? Không có. Ba con ở nhà luôn, không có khám bệnh. Mày giỡn mặt tao là sáng sớm mà. Khám mà... con, khám con, khám con. Mày còn tỉnh hơn tao á. Tao khám là tao khám cái gì? Khám con mà. Thế bình thường có gì đâu khám. Con bị bệnh thiệt mà. Trời ơi. Con bị... Nói thiệt với con nha. Chú thấy con khỏe mạnh lắm á. Đâu có gì đâu khám. Trời, con nói con bệnh. Con mày bị gì? Bị bệnh thế kỷ. Cái bệnh thế kỷ là cái bệnh gì? Hồi giờ tao khám gà khám vịt tao có nghe có cúm gà thôi đó, chứ còn thế kỷ tao chưa biết cái khám gì. Con bị sida đó. Mày điên hả? Tự nhiên sáng sớm mày tới quậy tao. Đi về. Đi về đi. Đi về đi. Bà 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 trời ơi nè, tao lại mày luôn. Tao không có rảnh đó, tao ngồi để tao giỡn với mày. Mày cùng quá, mày còn con nít, mày biết cái gì về sida mà mày nói sida chi tiết cho mày. Sao không biết? Con coi trên tường truyền hình mà con không biết. Biết gì? Sida đi lên ba con đường. Ba con đường, ba con đường gì? Và thứ nhất, mẹ truyền sang con. Ờ cái đó tao có nghe, mẹ truyền sang con. Ủa không? Vậy chắc mẹ con bị sida hả? Đâu đâu có gì đâu. Chuyện gì bắt mớ tới con mén? Con mén cái nhà con đó. Là sao? Ê gốm. Nhắc tới con mén xong mặt mày đờ căm ra luôn. Thì gốm. Ôi chịu quá. Đứng ngoài nhà con đó. Cái giường lại. Cái gì hả? Nó qua nhà mày, qua nhà tao nó phá hả? Nó rửa con ra ngoài bà xong. Câu cá hả? Không có. Cái nó nó sao? Cái nó sao? Cái nó sao? À, dạ dạ dạ.
nổi ốc hết trơn. Trời ơi, nổi ốc với cái thằng già hát này nghe. Nó nắm tay mày thì bạn bè đi nắm tay chuyện bình thường, có gì đâu chứ hả? Rồi nó còn nói nữa. Nói gì? Úpa. Úpa. Ê, con nhỏ không có chữ thề nghe mày. Bị đòn à. Con đâu có chữ thề đâu. Mày mới nói gì đó? Trời ơi, con nói Úpa. Úpa là gì? Là ách ơi đó. Ủa, bác sĩ không coi phim Hàn Quốc hả? À, còn coi phim Hàn Quốc nữa hả? Dạ. Phim Hàn Quốc chiếu quá trời luôn. Mà Úpa là cái gì? Là ách ơi. Ủa, nhà bác sĩ không có TV vậy? Cái đài radio tao còn không có, đừng nói tui quy. Thì Phúc. Vậy Phúc? Ờ. Dễ dãn thôi. Mà nó nói vậy thì thôi, có gì đâu, đơn giản thôi. Vậy bác sĩ yên tâm đi, bữa nào có phim con qua con rủ bác sĩ qua coi phim nhà con. Cơm nước con đãi cho. Ngon vậy đó. Vâng. Ờ, nhưng mà cái chuyện mà nó nói nó cũng đâu có liên quan gì tới cái bệnh SIDA. Từ ngày mà con nghe cái chữ I love you không bị bệnh luôn, SIDA luôn, nằm quéo trên giường luôn. Thành ra con mới qua đây càng nhanh. Mệt lắm con cũng ráng qua đây cầu bác sĩ chưa hết bệnh cho con. Vậy thôi hả? Dạ. Nghe ai lớp du là bệnh luôn hả? Dạ. Tao bay tao bóp cổ mày khác với tao hầu tao nghe không luôn. Tao nổi điên luôn. Bây giờ mày muốn chữa bệnh phải không? Dạ. Đưa tiền này. Đưa tiền đây. Nhóc. Đây. Khoan. Mày đem con này mày cắn cho tao để chữa bệnh cho mày hả? Dạ. Rồi tao nuôi tới chừng nào tao mới ăn được, thà mày đem cho tao cái trứng lộn đi tao còn mừng hơn. Tao giọng liền tao đỡ tức, biết không? Có trứng mà. Nè, trứng đó nè. Đập nè. Tao đập mày luôn giờ. Bởi nó mém cho mày mà nó già thế ớn không? Mẹ. Tại con không á. Tại tụi con á. Ăn rồi đi coi ba cái phim người lớn chỉ vậy hả? Từ nay trở đi nghe chưa, nghe lời ta chữa bệnh cho. Chịu nghe lời không? Nghe lời nè. 7 giờ học xong coi phim hoạt hình đi ngủ, biết không? Dạ biết. Không có coi phim Hàn Quốc nữa. Dạ. Ừ, bây giờ bác sĩ cho cái thuốc này nè. Uống một cái là hết liền. Nè, thuốc đó, uống đi. Cái gì? Ủa kẹo hả? Ờ. À. Vậy con không có bệnh. Mày có bệnh gì đâu. Làm gì có bệnh. Khùng quá. Trời ơi. Sao lắm. Khám bệnh mày cũng quên ra được. Dạ. Con xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ con đi về nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhưng có một điều. Gì? Con lại bác sĩ. Hãy thiếu lộ bí mật cho con. Nếu như có ai tới đây, bác sĩ đừng cần nói cái chuyện hồi nãy con nói cho bác sĩ nghe. Nếu bác sĩ giữ được, ngày mai con tới tặng bác sĩ mấy cái bánh tét. Vậy nha, bye bye, tạm biệt nha. Tao chết với cái thằng già này luôn rồi. Buồn bây giờ quyết định đi làm ăn nha con. Thăng 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 tao rồi. Nổ đi con, tao lại mày đó. Xuất hành làm ăn lần đầu tiên để chữa bệnh cho người đó mày.
bác sĩ, có sao không bác sĩ? Trời ơi. Ác quá. Trời ơi. Ác quá là ác luôn. Nhìn em chi vậy? Bác sĩ không nhìn em cũng biết em đẹp rồi. Nhìn chi cho té dữ không? Đau quá. Có sao không bác sĩ? Đau chết luôn. Mà kỳ ghê, bác sĩ nhìn em chi vậy? Hả? Té đau mà nói em đừng buồn, em nói câu mắc cười luôn. Sao? Bị thuốc nó cháy muốn phỏng mỏ luôn mới té ra. Trời ơi vậy hả? Chứ gặp em sức mấy té. Trời ơi, bác sĩ làm em quê nha. À mà bác sĩ nè, hồi sáng giờ em đi tìm bác sĩ á, đi tới phòng mạch mà đâu gặp bác sĩ đâu. Anh hả? Ừ. Trời lâu rồi đi chích dữ lắm. Ủa vậy hả? Trời, một ngày chích mấy chục ca luôn á. Trời ơi ghê ta. Chích kinh khủng luôn mà. Bởi vô nhà không có đâu. Dạ. Tìm anh có chuyện gì? Có tiền chứ. Chuyện gì nói đi. Bệnh gì anh cũng chữa được à. Trời, cái này bệnh này khó nói quá à. Sao hả? Khó cỡ quá à. Cái nào khó nói? Khó nói. Không biết nói sao á. Đàn bà phải không? Sĩ à. Sao biết hay quá à. Về nhà anh khám cho. Không được. Sao không được? Trời mà sao kỳ nha, nãy giờ để ý bác sĩ nói chuyện với em sao cái đầu bác sĩ cứ dày hoài à. Ý em nghĩ anh điệu quá hả? Cái nón nó nặng thấy bà nội luôn à. Không nghiêng nó mỏi chết luôn á. Trời ơi, tôi nghiệp bác sĩ ghê luôn ta ơi. Vậy bây giờ quyết định khám ở đâu? Bác sĩ thấy đâu được. Rủ về nhà tôi khám, không chịu về thấy đâu lại khám ngoài ruộng là chết à. Nghĩ à, thôi vậy về nhà em luôn đi. Về nhà em à? Được không? Về bên cá đây. Tại em nó thấy em đẹp á, anh mới khám cho em, anh nói thiệt em nha. Hồi nãy em làm anh té một cái là anh bực bội luôn rồi. Nhưng mà tại đẹp, nó cái đẹp nó gỡ lại. Nhưng mà chưa có tìm hiểu nguyên nhân là vấn đề này là quan hệ phải không? Đúng rồi bác sĩ. Bậy quá. Nó dính tới cái lĩnh vực sinh sản đúng không? Dạ đúng rồi bác sĩ. Đó, thấy chưa, anh biết liền, chỉ đi kiếm anh là mấy cái đó thôi. Vậy cái triệu chứng nó làm sao? Dạ, nó cứ bức rứt. Mà nó khó chịu lắm bác sĩ. Cứ đi tới đi luôn không có yên. Mà đặc biệt nha bác sĩ. Sao? Cái chỗ đó nó cứ đỏ đỏ bác sĩ. Không mấy bác sĩ coi giùm em đi bác sĩ. Hả? Coi giùm em đi. Cho, nỉ mà. Cho coi luôn hả? Trời ơi, có gì đâu. Coi chút xíu có gì đâu. Vậy từ xưa giờ là có ai coi chưa? Có, mấy anh ở xóm đòi coi hoài à, mà đâu có cho đâu. Nào thấy bác sĩ dễ thương nha. Nên cho luôn. Quyết định cho bác sĩ coi luôn hả? Cho coi luôn. Em có con mắt nhìn người. Vô coi. Coi luôn. Đâu có thấy gì đâu. Đó, bác sĩ thấy chưa bác sĩ? Cái chỗ mà đã đào thấy rồi nhưng mà không có rõ. Cái gì vậy? Bạn nó nhúc nhích hoài thấy không có rõ được. Thì bác sĩ cứ gì nhúc nhích thì nghe là im liền. Ủa lại vậy hả? Nhẹ nhẹ nói im mà. Nó im rồi. Nó im rồi. Nó im rồi. Vậy giờ sao nữa bác sĩ? Theo kinh nghiệm của anh nha, là khi nào thấy im là phải chích. Hả? Chích luôn hả? Trời ơi. Vậy bác sĩ chích giùm em luôn nha. Yên tâm, quyết định đưa cho anh chích nha. Cho luôn. Chờ anh chúng. Hết hồn đúng không? Hồi nào giờ chưa thấy cái nào to bằng cái này. To cái này đối với anh là bình thường thôi. Nhà nào anh cũng thấy đó. Quyết định chích đi nha. Chích luôn. Phải to như vậy mới được. Nhà nào anh cũng chích mà không thấy sao được. Em lần đầu tiên thấy mẹ phải hết hồn rồi. Chích ra. Xong rồi, đơn giản vậy thôi. Quan trọng là biết sao không?
em để nó bị đỏ mắt là tại em không có vệ sinh chuồng trại. Bây giờ em phải vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ thì con mắt nó không có đỏ nữa. Không, không mắt nó chút xíu là thử anh giặt anh coi nó khó lắm. Ha. Xong rồi đó. Cảm ơn bác sĩ nha. Không có gì đâu. Đây, thú y như từ mẫu mà. Từ từ đi, cứ cho coi chừng nó đi rồi mời cái anh tới anh tái khám ha. Dạ. Muốn đưa tiền không bác sĩ? Nói rộng mắt tình cảm luôn. Sao bác sĩ? Đâu cần đưa tiền đâu. Nãy giờ tôi dọn với ông thôi làm tới hoài hả? Tính dê tôi hả? Nghĩ sao vậy trời? Chứ còn gì nữa, dê tôi chứ gì. Nãy giờ thấy khè khè hoài là sao? Thế bà nghĩ chích heo xong rồi không còn chích cái gì là bà trở mặt hả bà? Chứ sao? Nói cho cô nghe, xin lỗi cô. Biểu thằng này dê cũng khó lắm nha cô. Đừng có nói dê cô hả? Bây giờ cô thử thách rồi dê bà Sáu ở xóm trên coi tôi có dê không? Còn lâu à, đưa tiền ơi. Đưa rồi chứ làm dữ hả? Sure. Đưa tiền. Nè, $22,000 rồi mày chửi sâm. Cãi tôi. Chạy xe cẩn thận nha, coi chừng rớt xuống mấy hào cá dọn mà dớt lên á. Còn lâu à. Tất bỏ thuốc coi. Bảo gì? Ê. Xỉu tới cái xe là biết thằng cắm xe nó xỉu đó. Vậy đạp hoài nó không có nổ đâu. Giỏi. Vậy thằng Quýt này nó giỏi. Bác sĩ là phải vậy đó. Nó phải vậy thôi đó, con khám bệnh cho nó. Khám bệnh đó. Sao? Bác có khỏe không? Nếu mà tao khỏe là kêu mày tới đây chi? Không khỏe vậy là đau rồi. Không khỏe tức là đau. Mà bác có biết là bác đau chỗ nào không? Tao biết tao đau chỗ nào, tao làm bác sĩ từ lâu rồi. Vì vậy bác ăn được không? Tao đâu có nhức răng đâu mà ăn không được. Vậy bác có ngủ được không? Lúc được, lúc không. Đó, cái quan trọng là chỗ này nè. Phát hiện ra vậy là bác ngủ được lúc nào mà không được là lúc nào? Tối ngủ được, ban ngày không.
Bệnh là căng ha. Khám bệnh kiểu này không bị quánh cũng căng. Thôi được rồi, để nó con khám cho. Chờ con chút đi. Nè bác nằm vô đi. Bác cảm thấy trong người bác đau cái chỗ nào? Đau ở đâu? Bác nói vậy ai mà hiểu được? Bây giờ bác hỏi bác đau cái chỗ nào, bác không nói làm sao biết đường đâu mà chịu? Lời bác ta nặng cái này sao ta nói được? Quên, lỗi con. Bị vô là bác rào một trận con quýu rồi. Thôi vậy ông ấy đừng ngậm nữa, kẹp về đi. Kẹp vô. Từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ. Thấy không? Mình lớn tuổi rồi, đừng có đại ngại. Để con coi. Sao cái tay bên này có đau không? Đó, có đau không? Hay đau tay. Có đau không? Vậy có đau không? Vậy có đau không? Vậy có đau không? Ôi giời. Quỷ! Sao vậy? Tao kêu đau rồi không nghe hả? Sao con dở lên con nghe bác đã. Tao nói không có được. Trời ơi, lâu đoán được một lần. Lâu mới đoán được một lần bệnh mà sao cứ đã, con tưởng nó trúng rồi. Vậy là cái tay nó đau. Cái tay nó đau còn không biết cái tay bên này sao, bác dở cái tay này lên đây con. Con không có bẻ nữa đâu. Con không có bẻ nữa, bác cứ dở lên giùm con đi. Dở lên luôn. Cái này mày nói cho tao không có nói. Tao đưa lên mày không có hối hận nha. Trời ơi, tai bác gì cũng phải hối hận. Rồi. Bác cứ đưa lên đi, con mới khám được. 1, 2, 3. Tan nát rồi. Mới ra hè mua thì thấm thủy để đi đò. Bẻ rồi. Tại sao bác dở tay lên làm gì? Cái này mày nói mà. Mày nói tao đưa lên là mày đừng có hối hận. Mày đồng ý, mày gật đầu tao mới đưa lên để mày rớt bể. Nhầm gì? Yeah. Bể thôi mà. Bể thôi. Tao tốn chút đỉnh với nhiều. Thường thôi. Cảm cái này chắc chết. 24 ông cái gì? Chắc bán luôn, bán nhà luôn. Chết, khám bố con đuối luôn. Thôi được rồi, giờ con khám lỗ tai cho bác. Chắc lỗ tai có vấn đề thôi, không có gì. Trời ơi, bình thường thôi. Hai bác hồi còn trẻ cũng âu yếm chứ. Hả? Hai bác hồi còn trẻ cũng âu yếm quá. Sao lỗ tai có chiếc phim nữa? Đâu con. Chứ sao thấy vậy, hai người âu yếm. Cái hình hai bác treo lên tường kìa. À, tường nào? Tường kia kìa, bên kia. Mình nhìn sao từ đây mà nó xuyên qua nó thấy trong tường rồi chứ. À biết cái lỗ tai, cái kính này là kính dạng năng mà. Nhìn vô đây trời như cái đường hầm đèo Hải Vân, thấy luôn bên kia. Lỗ tai này hư rồi. Phải không? Hư rồi. Hư rồi hả? Tắm miệng đi. Tắm miệng hả? Tắm miệng ra. Có bộ được ghê á. À lấy miếng bông gòn nè, đưa lao cũng lại bác luôn. Còn có một cái cây để khắp mày ăn mà ông ăn được mới ghê. Bó tài. Nghĩ sao mà ông ăn cái cây này được không, ăn hay vậy? Ủa, tao nó nghe mùi quế mà. Cây này đâu phải quế đâu mà nghe mùi quế. Cái gì đấy? Vút cả tháng trời mới được cây thì khám miệng cho người ta. Cái này cây sầu đâu đó ông ngồi. Trời! Hèn chứ em thấy nó chắc nghiến à.
ngày luôn. Biết nãy lấy cây sắt của ông nhà được không cho biết? Dạ, sống đang hết rồi. Lấy khám mắt đi. Điệu rồi. Điệu rồi. Phải không? Đúng không? Gì điệu? Ngày xưa ông cắt mắt phải không? Hả? Thấy thấy mí rõ thì ghê luôn. Hả? Hết. Chứ còn không có biết cái gì khác đâu. Nhìn là biết có cắt mí hay không thôi. Khám là như đó rồi đó. Hồi nhỏ là gì có cắt mí? Mày biết. Nó bậy, nó bạo mà. Thì giỡn chơi. Nói chung là tự chơi. Quế mày nhiều cá nha mày. Người già quan trọng là chỉ bệnh tim. Đấy biết không? Ừ. Tim nó mới quan trọng. Đúng rồi. Tim nó mới làm cho bác mệt mỏi như vậy thôi. Không có đều á. Đó. Tim chỗ nào? Tim chỗ nào ta? Ở đây này chứ đâu. Tìm vui thì ớ luôn. Cái tìm nó vui quá. Ít cái đầu nghe cái tìm nó vậy luôn. Bác sống bền á. Bền con mắt mày. Mày nghe rõ không? Trời, mày nghĩ mày sao mày khám tim mày, mày khám sau lưng này xuống đây nè. Nằm bên này nè. Đang tập bịch 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 nè. Mày thấy không? Nghe nhẹ. Đang nghe nhẹ. Tao hát cái nghe nhẹ gì? Hát còn hay quá. Tim bình thường. Tao đầu chân á. Chủ yếu con chọc người ta giỡn coi người ta có khỏe hay không thôi à. À vậy hả? Đưa con khám cái giò coi. Ho xuống đây. Giật là thấy khỏe rồi. Ngón là khỏe. Cái ngón nói chung cái ngón là khỏe. Bây giờ con đánh chỗ này nếu mà phản ứng thì nhớ phản ứng. Nếu mà nó có mạnh thì cứ mạnh lên không có sao đâu. Để cho con biết là cái chân như thế nào để con chữa trị ha. Mạnh lên nè. Mày đánh nó nha. Phản xạ. Phản ứng mạnh vậy. Ê, con gõ mạnh nó phản ứng mạnh. Nhưng mà vậy là khỏe đó. Giờ con gõ chân này nha. Phản ứng là phản ứng nhiệt tình nha. Mày sao vậy? Sao con quất chân kia mà bác dậm chân này? Đánh tao kỳ lắm, phản xạ có chân một à. Vậy là khỏe rồi đó. Khỏe rồi. Bây giờ con cho con tiền con về đây. Tiền gì? Tiền khám bệnh. Nãy giờ mày có khám gì đâu? Khám quá trời luôn. Tai mũi họng chân tai khám hết rồi. Vậy hả? Cho tiền không? Dạ. Chờ tí nha. Cha không có tiền cho này được không? Cái gì cũng lấy hết á. Vậy mày đứng ra đi. Con cuộc đời con cái gì con cũng lấy hết. Nè tiền dạ. Là con. Mày hả mượn sao? Có đau không? Tài của mày không sao mày. Không. Nhưng mà không sao. Giống như cái chân thôi, gõ chỗ phản xạ hai cái. Thôi bình thường. Cuộc đời con không chịu mấy cảnh này bình thường quá. Tại mà mấy người già con ít có trách ai á. Mày phải trách ai hả mày? Tao yếu mình vào như là mai tay xanh vậy đó con. Trời ơi vậy mà bác nói quánh bác sĩ là giống như quánh mẹ của mình. Mày ném về mẹ luôn. Mẫu. Bác sĩ, khám bệnh bác sĩ. Bữa nay không có khám người nữa đâu. Không phải khám người mà khám thú vật. Hả? Khám thú vật hả? Sao cái mặt thấy ớn vậy? Hả? Con nhìn con không tự thấy ớn à. À nói chị vợ chị bác muốn khám thú vật đem vô đây. Đem vô đây. Không có đem được. Nhà con không có kiêng cử gì đâu đem vô đây. Cứ đem vô đi. Con gì mà không đem vô được. Chưa cả. Hay ơi.
lên rẫy cái gì, tao đang muốn mày ra ruộng kìa. Đi ra còi tháo nước vô, nước nó rút hết trơn rồi kìa. Bà đừng có lo, chưa chắc là nước nó rút đâu ba. Không lo sao được hả? Mày không tháo vô hả, nó rút hết là chết mấy con cá, tao giết mày chết. Trời, ba lo gì ba ơi, nước rút tháo không được thì mình bơm. Nhà mình có mấy bơm mà ba quên hả? Hay quá ha, đứng lo cãi. Trứng mày đặt khôn hơn rận. Trời ba ơi, bây giờ á, trứng hay rận gì người ta cũng kỹ hết. Người ta phun thuốc tiệt trùng, làm gì còn phân biệt trứng hay là rận. Quánh cho cha mày nói. Em mày nói tao gì với mày và cá mẹ một lứa hả? Thứ gì đâu. Trời ơi, lỡ như đúng rồi, con với ba là cá mẹ. Lỡ như ba là cá mẹ Vinh, con là cá mẹ Hoa làm sao? Mày nói vậy là tao cá mẹ cha, mày cá mẹ con á hả? Là cũng một lứa rồi. Đúng rồi. Vậy sao mày không nói tao là cha của mày nhưng chưa chắc mày là con tao? Ê, tao nói cho mày biết nha, cái chuyện gì chứ cái chuyện đó nha, là chắc như đinh đóng cột nha con. Chưa chắc đâu ba. Mày chắc cha mày, chắc chưa chắc hả mày? Mày lượm chiếc dép ra đây. Thôi đổi dép đi ba. Chứ tầm bậy tầm bạ không à. Tao nói cho mày nghe nha, ở cái xóm này nha, xung quanh xóm này nha, tao nổi tiếng là hiền nha mày. Mày đừng có chọc tao lòi cái thói hung dữ tao ra. Chưa chắc đâu ba, không biết đứa nào hiền hơn đứa nào nghe. Ủa, em mày nói đứa nào là đứa nào, tao với mày là đứa nào hả? Cái nón đâu? Dạ, cái nón con hả? Chết rồi, con bỏ quên trong nhà rồi. Đấy thì tao nói cho con nghe nè. À, ba là nổi tiếng là hiền hậu, thấy không? Tới cái bà hai hàng xóm đó đó, bà là nổi tiếng là chua ngoa đanh đá mà chưa bao giờ mà bà chọc ba nổi giận được để ba lòi cái dữ ra đó. Mày đừng có chọc tao. Chưa chắc đâu ba. Đi đi ra được. Dạ. Ông Năm nè. Ông Năm nè, ông này. Ông Năm nè. Trời ơi. Năm nè. Ai kêu gớm vậy? Dạ, cô kêu. Ủa, không phải. Vì hai hình như sự xuất hiện thử thách của ba được xuất hiện rồi đó. Năm nè đâu rồi? Ba con trong này nè. Chị hai. Chị hai, bữa nay đẹp gái quá ta. Hả mày, mày dạt qua bên nữa tao nói chuyện với anh cha mày mày. À, đưa tôi đỡ phụ xuống. Đỡ đó. Mày ngồi mày coi cái thúng bánh cho dì hai, tao với dì hai vô trong nhà chơi cái. Thôi mày, tao cảm ơn mày đi, mày khỏi trong bánh tao đi. Rồi cái gì? Ngồi cây nhà lá vườn ngồi đây đi, để tôi nói chuyện tao đỡ u uất hơn. Quên. À, nói chứ rủ vô trẫm uống miếng nước chứ còn thôi, mà thôi ở ngoài này đi. Bị vợ tôi chết lâu rồi. Bây giờ là tôi thủ tiết tôi thờ vợ tôi mà giờ chị vô đó là không chừng người ta quánh giá cái tiết hạnh tôi nha. Thôi ngồi đây chơi. Thiệt á, tôi thiệt á, cái xóm này á, nhà ai người ta không đông người mà người ta hiền lành mà sao ta dễ sống lắm. Hai cha con ông sao nói chuyện ai cũng ớn ốc hết trơn à. Thôi ngồi xuống từ đây. Từ con lẫn cha. Thôi ngồi xuống có chuyện gì nói nghe, bữa nay sao rảnh rỗi qua thăm cha con tôi hả? Thôi mày, khỏi quạt đi mày. Mày xạo quá à. Sáng nay mày làm tao bực bội để vợ phiền cha mày nữa. Ủa nó làm gì chị bực bội? Trời ơi, sao không bực bội được. Anh biết ở cái xóm này á, con người của tôi á, tôi bán bánh là tôi giỏi cỡ nào rồi. Anh biết không? Biết, cái đó tôi biết. Bánh tôi mỗi lần mà làm ra một cái hả, ai cũng khen hết trơn. Xưa nay tới giờ luôn rồi đó chị hai. Chứ còn gì nữa, mà tao gói cái bánh nào, cái bánh nào cái đó, thấy không? Cái nào cái đó cũng đẹp hết trơn vậy đó. Nó tròn lẳn như chị vậy đó. Ông á, tôi nói ông nha, bởi vì tôi nói cha nào con nấy à. Vậy á, mà ông biết làm sao không? Cái thằng con quý tử ông sáng nay nó ra nó ban một cái trời. Ủa, ơi mà tôi nói chị nghe nè, hồi tôi sáng giờ đó luôn à. Bộ bữa nay có ai đặt bánh buổi chiều ha, chứ sao thúng bánh còn y nguyên vậy đó. Thấy chưa, ông biết tại sao mà nguyên cái thùng bánh mà y nguyên là tại cái thằng quỷ nhỏ này nè. Bây giờ ông hỏi nó đi, trời ơi, ông đẻ nó mà tôi thiệt á. Ủa, con nít ba tuổi đâu mà... mày không có làm gì đâu. Nó mấy tuổi mà tôi tưởng tượng nó như là con nít mà sống lâu năm á. Trời ơi, nó ra nó ăn nói những cái lời quỷ quái. Mày nói cái gì vậy mày? Con không có nói gì đâu. Mày không nói tại sao dì hai đá mày? Đi rồi thì con cũng không biết đâu. Thì thôi chuyện gì chị nói cho tôi nghe luôn đi, đặng tôi dạy nó. Tôi bực bội quá mà thiệt á. Nói ra thì coi như mình khản cái họng, không còn nói được. Mà thiệt á, tôi cũng chưa thấy gia đình nào mà lịch sự như gia đình ông vậy đó. Tôi vô đây tôi gào thét gì mà quên đi vô không lấy cho dì hai miếng nước. Đi đây dạ. Đi vô lấy nước cho dì hai nè. Tôi nói chị hai nghe, có chuyện gì hàng xóm mà chị nói, còn con tôi á chị chỉ tôi dạy nó
thấy không? Chị tới chị mắng xấu xả cho mặt thằng cha nó, tôi chán dán, tôi biết đường nào tôi dạy con tôi, thấy không? Thì bởi vậy. Dạ, con mời dì hai uống nước. Uống cho nó thanh giọng chút. Thấy chưa, dì hai hết không à. Nước gì đây? Dạ, nước lọc. Nước lọc phải không? Dạ. Trời ơi, sao tôi nhìn xa xa tôi thấy giống nước sông quá à. Đó thì dạ, nước sông đổ ấy sông lọc. Hả? Trời ơi, sao đúng thiệt cái tình á, tôi chưa thấy nhà nào mà như nhà ông hết trơn. Tôi nói chị rồi, nhà con nghe, mình ở nhà quê từ xưa tới giờ mình cũng uống nước sông mình lọc mình uống. Bà sao bà cử trời ơi quá. Bây giờ thời buổi gì tao uống nước tinh khiết. Bà đứng lên tôi coi coi, bà đứng lên, đứng lên. Đó bà cử quá đó, bà cử nước sông quá bởi bà quéo còn có khúc á, không ngồi xuống. Trời ơi trời, bà quá đi. Thiệt á, tôi nói thiệt á, gia đình ông á có hai cha con à mà tao nói như là quỷ mà thành tinh ở trong xóm vậy đó. Nè, cái câu này đụng chạm tự ái nha chị hai. Sao vậy? Cái gì nó cũng vừa phải, bây giờ tôi hỏi chị là con tôi cái lý do gì á mà chị cứ ngồi chị nói hoài vậy? Nè, tôi nói nghe, sáng nay á tôi vừa làm một cái thúng bánh nóng thiệt là nóng, thơm thiệt là thơm, ngon thiệt là ngon, coi như nhìn là hấp dẫn. Đâu biết là rồi, đâu sao đi lão ra cái sớm cái tôi nói ai ăn bánh không, trời ơi, tôi nói, vừa nói xong cái hằng hà sa số ở trong xóm nó bu lại, nó bu quanh tôi vậy đó, người tôi lúc đó như thịt nhân vậy đó, rồi tôi mới chìa cái rổ bánh ra, trời ơi, tao nói từ con nít đến người già bu lại, trời ơi, bánh gì hai sao thơm quá, trời ơi, bánh gì hai sao thơm ngon mà quá, trời ơi, sao bánh gì hai hấp dẫn quá à, không từ bây giờ là tí nữa là hết cái thùng bánh này bây giờ á, chị mà nó vô á, nó hửi cái, nó phát một câu xanh rờn à, chưa chặt đâu nghe, trời ơi, con nổi điên không? Mày nói vậy là sao? Bánh người ta chưa mở hàng mà nó phán câu gì rồi, ế luôn tới chiều luôn, coi nổi điên không? Thì có phải vậy không? Thì có sao con nói vậy? Thì có phải vì hai để hai giá không? Đúng rồi. Cái mắt cái rẻ. Thì đúng rồi. Thì cái mắt á thì vì hai phải bán ngon. Ừ. Còn cái rẻ thì vì hai bán bình thường. À. Thì vậy sao vì hai đổ thừa con? Trời ơi, thấy không? Ông thấy nó lẻo lười không? Tôi không nghe. Tôi đã nói là cái bánh tôi ngon. Ok. Hàng xóm á, lúc mà cái thằng này nó vừa phán một câu là trời ơi chưa chắc đâu nghe, rồi cái tự nhiên bà con bu quanh là đúng rồi, thằng nhỏ này coi chừng nó nói vậy mà đúng á, chắc không có ngon đâu, thôi đừng ăn nha. Rồi tôi thấy kỳ quá, cái tôi mới tức quá, tôi mới xé một cái bánh tôi làm mẫu tôi đưa cho nó ăn. Tôi nói nè con ăn xong con câm cái bản họng giùm gì đi để cho dì bán. Rồi cái nó ăn xong thì dì hai biểu con ăn, con có không có hiếm nào luôn á. Mày có ăn không? Dạ có. Trời ơi gì ăn? Bánh ngon mà ông ăn hết một cái một, không còn cái lá luôn. Rồi à, xong nó không nói một tiếng nào hết trơn á. Làm như con người ngoài hành tinh rồi, ăn không còn cái lá. Thì đó thấy chưa? Ông thấy cái gì nó cũng nói được hết trơn. Mày để im cho dì hai mày nói được không? Bởi vì ta phải quảng cáo bánh ta chứ. Rồi nó không nói tiếng nào hết trơn á. Tự nhiên cái nó ăn xong cái nó đứng vậy nó. Trời, đau bụng quá. Con nổi điên không? Bánh người ta vừa ăn xong cái nó kêu đau bụng quá. Rồi hàng xóm người ta nhìn ta ngỡ ngàng. Rồi người tôi đơ như cây cơ, hàng xóm ta bỏ đi hết. Rồi không ai mua bánh. Ông coi nổi dịch trong, nổi dịch trong. Thì đúng rồi. Thì lúc đó thì con nó đau bụng rồi, nó đau bụng với chị sao kỳ thì quá. Thì sao con nói vậy? Thì tôi lúc không đó có bệnh con. Nhưng mà cái gì nó ra cái nấy. Trời ơi tôi nghĩ tôi tức quá. Tức cái gì? Người ta hỏi nó là hàng xóm á, người ta bu vô tôi hỏi nó. Thôi con ơi, chắc do là không phải ăn bánh mà con đau bụng đâu, chắc là sáng nay là con bị yếu người, con bị trúng gió phải không? Cái nó phán một câu nè, chưa chắc đâu nha. Là ý nó còn khẳng định là cái bánh tôi dở dữ lắm, ăn xong nó mới đau bụng, Tào Tháo mới rượt. Trời ơi ông coi tôi nổi đi ăn ông. Trời ơi tôi chưa có bán được cái bánh nào hết trơn, từ sáng bây giờ chị còn chị ăn không nè. Ông làm gì ông làm? Nói rồi. Chị nghe nè, chị đứng trước mặt tôi sao mà chị chủ vậy, chị coi được hả? Chị vũ không? Chị vũ không? Tôi vũ lại cho chị coi. Trời ơi, ông đẻ cái quân mà. Thôi được rồi, mệt quá. Bây giờ dậy đi. Mày sáng sớm mày kêu mày đi ra tháo nước ruộng, mày không ra. Mày ở nhà mày đi chọc người ta. Ôi, con đâu có chọc đâu. Thì lúc đó mặt mày con xanh lè thì con phải tìm chỗ con đi tè chứ. Không lẽ con làm xấu tại chỗ. Thấy chưa? Thì biết vậy rồi. Nhưng mà vì hai mày đang bán, mày ăn cái bánh xong xuôi mày cũng phải để về nhà, mày muốn làm gì mày về nhà mày. Đau bụng người ta phải kềm chế đi, không nó đau bụng nó công khai đó. Ôi trời đau bụng quá, ôi trời đau bụng quá, tôi biết tôi bắt đền nè, đố bánh còn nguyên nè. Được rồi, tôi không chịu đâu.
Bánh hả? Gì rồi giờ thì sao đây? Thôi để tôi tính. Không tính thì ầm tôi thì tôi không có chịu đâu à. Đứng đây. Không biết cái tánh tôi rồi đó. Tôi mà làm nâu có... là từ sáng tới chiều luôn á. Tôi biết cái tính bà, nhưng mà tôi chưa bao giờ mà thấy bà vũ sổ dữ vậy đó. Chứ còn gì nữa. Từ từ để tôi tính. Hỏi không, sáng mở hàng chưa bán được cái bánh nào. Thằng con nó ông ăn, thằng con ông nó ăn một cái rồi bây giờ còn y nguyên 99 cái. Ông tôi hỏi ông 300. Thôi bây giờ đơn giản vậy nè. Vậy thôi 99 cái gì. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Hả? Trời ơi ông thấy không? Nó trả treo sợ nó kêu 99 cái. Bây giờ gì đem về gì ăn đi. Trời ơi, ta ăn cho ta loài bản hồng ta ra. Bà ăn cho bà chết hả? Chị đừng có ăn. Tôi nói chị nghe nè, 99 cái chị ăn là chị chết. Chị đừng có ăn, chị đem về chị cúng, hiểu không? Cúng đâu? Trời cúng nhà chị á. Rồi cúng nhà rồi xong ai ăn? Cúng xong rồi đem cho hàng xóm ăn. Trời ơi, trời ơi. Không chịu đâu, không chịu đâu. Bánh nè, con quậy giờ cha ông giải quyết. Thì ông sao rồi, đâu? Không biết à. Chứ sao thôi. Dạ, tôi tính vậy nè. Thôi dẹp dẹp dẹp, để tôi tính cho. Bây giờ nè, bây giờ thôi được rồi. Chị khóc hoài, tôi cũng mệt quá. Đây cầm cái khăn lại. Tôi sợ chồng tôi đi về đó. Rồi rồi rồi, coi chừng ổng về ổng quánh bà. Bây giờ tôi mua mão hết được chưa? Mèn ơi, ông anh mua cho tôi. Tôi mua hết đi, cái để bà nói hoài tôi nhức đầu quá. Bao nhiêu tiền? Tôi đội ơn ông. Thôi giờ về đi. Cái thúng này của tôi là 300. Mà giờ tôi mão lại ông anh, tôi lấy vốn 350 thôi được không? 350? Có 300 thôi mà mua sỉ là 350. Ấy còn cái quần chị lột luôn này nè. Im lại chị. Chị vừa phải thôi. Chị bán đáng lý là chị thụt xuống đặng cho tôi bán lẻ tôi có lời. Con thằng này chị bán sỉ mà chị bán nhiêu đó là tôi bán cái với ai. Thôi bây giờ vậy đi, tôi thiệt. Tôi đội ơn ông anh, ông Năm Ne thì tôi biết cái tánh ông rồi, ông rất là tốt. Bây giờ ông lấy tôi cái thúng này đi. Để không, được gì? Rồi, được rồi. Chồng nó quánh hoài à. Ông biết cái tích xóm này đó, tôi bán bánh mà từ xấu mà nó mỗi lần bán ế mà nó quánh ra thành đẹp gái luôn, ông thấy không? Chị đẹp bị chị tự tin, chị soi dưới hồ mà chị còn soi dưới vịt không mà chị không đẹp sao được. Thì đó, bởi vậy. Ông dẹp đi. Bây giờ nè 300 rồi, được rồi. Rồi thôi đi về đi, về đi. Tiền đi, tiền đi. Tiền cao cháu mốc. Trời ơi, dì hai ơi, chừng nào bán hết bánh này rồi có tiền mới trả cho dì hai chứ. Đúng giờ rồi. Tiền đâu. Nó gọi là gối đầu, hiểu không? À, coi như là phải sẵm sẵm chiều tối là mới có tiền đó. Mình bán gì mới có tiền. Vậy thôi được đi. Cái bánh này cũng đâu có bán ở đây được. Ở đây bà con người ta biết hết trơn rồi. Phải dắt lên tuốt ở trên thị xã bán. Nhã vậy lắm. Thôi giờ gối đầu gì đi, rồi ông anh cứ ráng bán đi. Rồi có gì gửi tôi 320 cũng được. Gì? 320. Ông dẹp đi bà ơi. 300 đi. Thôi rồi cũng được. Thôi 301 gì cũng được nha. 209 thôi. Trời cái gì hả? Được 400 hả? Trời ơi tôi hộ hơn ông anh. Tôi mừng quá, tôi đi về rồi nha. Trời ơi, nói giỡn giỡn mà bán được 400 luôn giống như đó, đó đó, bà bán đi qua bên bà chính, bà bán đệ bà. Trời ơi mẹ. Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Còn canh cho bà hung ba nữa. Mẹ ơi tôi vui quá. Đi lộn qua nhà mẹ chính tự nhiên cầm dao rượt chồng tôi tưởng rượt tôi chạy thấy bà luôn. Tôi đi về nha. Thôi đi về đi. Cảm ơn nha. Có chân lọt sao? Rồi. Trời ơi đàn bà đâu giữ như con cái. Cũng mày không mà bây giờ tao ăn nguyên cái thúng bánh này nè. Ủa con đâu có kêu bà ăn. Kêu ba lên thành phố bán mà. Đi bán hả? Dạ. Bây giờ đi bán. Lỡ như mình kiếm lợi chút thì sao ba? Được không? Thôi kệ chừng nào bán đi tính. Lấy xe ra. Dạ. Dắt cái xe ra đây cho tao. Dạ. Nước thì không đi sổ. Bây giờ còn mở ra cái nghề bán bánh tét. Thì cái con mẹ hai này hùng một cái chán dáng mặt mày hết trơn. Không có phê mà mệt thêm. Rồi xong rồi ba ơi. Chiếc xe xịn quá. Ôi xe nó dắt cái xe mà cũng dắt không được nè. Mày ăn cho phí cơm thiệt đó nha, thằng đèo. Chưa chắc là tới thị xã đâu mà. Bánh xe xẹp lép coi nè. À chơi kỳ quá, lấy kim chích rồi. Vậy bây giờ đi bằng gì? Con có biết đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta tính như vậy. Tính sao ba? Bây giờ mình đi lên thành phố đi bán bánh tét bằng taxi. Cái gì vậy? Ba mới nói cái gì? Đi lên thành phố bằng taxi. Bán bánh mà sang thấy ớn luôn. Đúng rồi, mình bán bánh tét mà mình đi bằng taxi người ta mới nể, hiểu không? Trời ơi,
lỡ như 300 à? Vốn thúng bánh 300, không chừng bán đi taxi hết 500, ha ha ha. Người xóm mình nó sẽ cười mình, ha ha. Lộn, đường này mới ra thị xã, đường đó vô bà chính. Ơ, chết cha rồi. Hoài, hồi sáng tới giờ mày nói toàn là chuyện xui không. Mày để đó rồi coi, coi cha mày có đón xe được hả không cho biết. Con không có tay một cái. À, có, ta, có taxi đâu, có đâu, taxi đâu. Ê, taxi, taxi, taxi. 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 Chú taxi. Chú taxi ơi, con đây nè. Chú taxi ơi. Chú taxi. Thấy chưa, tao nói có là có mà. Chở đâu đây, chở đâu đây. Đi lên đây. Đi chú ơi. Đi. Chưa, từ từ. Chưa có ai sang như cha con mình đi bắt bánh tay chạy. Trời ơi, chạy gì vậy? Đi đâu? Thấy xe ông này bèo nhắn là chắc ăn mà. Đừng có nói vậy, người ta phiền. Xe người ta đi làm ăn làm gì có chuyện bèo ha. Hai bạn đi đâu đó? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi với thằng này là bạn? Bộ mặt nó già ngang ngửa tôi hả? Nó là con tôi đó ông. Ủa, hai cha con hả? Hai cha con. Hai cha, hai con đi. Lộn, đây cha, đây con. Tôi là cha đâu? À, đây cha hả? Đây con hả? À, giờ hai cha con đi đâu nè? À, xe này đi đâu? Trời đất ơi, hỏi ngồi kìa. Nói chung là anh muốn đi đâu tôi chở đó. Trời, thấy gì đừng khí dễ nha. Xe này là chạy ra đảo, ra núi, ra sông, ra ruộng, chỗ nào, địa hình nào chạy cũng được hết trơn á. Mà bằng lái của tôi là coi như là toàn thế giới là chấp nhận hết trơn á. Nè, chú em nói là phái rồi, nhưng mà nói chú em nghe giá cả anh sao tính đàng hoàng đi. Nè, tôi không phải là dân nhà quê đâu nha. Tôi là ở thành phố. Tôi ở thành phố, tôi xuống đây tôi đi khu du lịch sinh thái. Ủa, thành phố nè. À, thành phố nè, bận đồ là thấy thành phố rồi. Sao dép gì vậy? Dép này hả? Dép này nhiều khi lên thành phố ăn xong rồi để cái chân lên trên không bị mắc, hiểu không? Ờ, vậy hả? Nón này chắc cũng không ai lấy đâu nè. Nón này á? Nón này sức mấy ai dám lấy? Bộ đồ này ai thèm lấy? Bộ đồ này có người lấy à? Ai? Là người ta lấy, người ta làm nuôi vé. Trời đất ơi, thành phố ok vậy? À, thành phố miễn sao ăn mặc mua đen, ông sao ông nhiều chuyện quá. Tôi mới thành phố là thấy tôi mặc đồ đẹp vậy mới thành mẹ phố. Mẹ con là thành phố hả? À. Này, này thành phố được nè. Còn sao hai cha con người ở thành phố, người ở tỉnh nè. À? Thích vậy đó. Vậy người ta nhìn vô trong gia đình người ta mới hết hồn. Nó lạ quá, vừa thành phố vừa tỉnh. Thôi giờ nó nhiều quá, nắng quá, giờ sao thở thận đi. Ba. Nhìn xe cũ quá, nhám có chắc ăn không? Lỡ gì đi giữa đường cái nó bị tắt máy hay bị chết máy gì đó. Mình bắt thường ai bây giờ? Lỡ như chưa tới Sài Gòn nữa mình mắc nợ chết luôn. Cái thằng nhỏ thành phố này không nể ông già nhà quê mày, tao giọng mặt mày mày. Gì? Nói gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, đừng thấy xe vậy tưởng xe cũ nha. Nó về dán như là mô đen á. Mô đen thì kỳ quá vậy chú. Mô đen miễn vậy mới là mô đen kỳ, mới là mô đen. Máy ở trong vậy chứ là máy trong là tân tiến lắm. Đúng rồi, ở trong là xịn, máy xịn đó mà. Trời ơi, xe cũ mà máy móc tân tiến là sao? Mệt quá, kệ người ta. Miễn sao giống như cái xác như vậy, nhưng mà cái máy của nó là máy Land Cruiser. Land? Ủa, con nghe là Land Cruiser mà ta. Kệ người ta. Máy nào kệ ta? Máy tao chế được. Thôi, chú kệ với nó làm gì? Nè, con không biết gì hết à. Cái này là mu đen, hiểu không? Ừ thì đây nè, cái bây giờ con thấy mấy đứa mà nó nhảy hết hớp mà nó chổng đầu về lộn đít lên trên trời đó. Đây đây, ông dán chú mu đen nè. Tụi nó khoái đi xe này lắm. Ừ. Thôi giờ đi đi chú. Rồi đi lên. Lên xe. Tôi làm đứng nói chuyện nãy giờ. Không có xe là không đi được luôn á, đánh ế là mày chết. Mở cửa đi, biết mở cửa không? Mở sao đâu? Mở sao chú? Nắm cây giật ra. Trời đất ơi, thôi ơi. Ra mày. Đây nè mấy ba. Nắm chỗ này nè. Ủa xong vậy? Nè, hiểu chưa? Ra để lọn này mở đi. Rồi vô ra em ngồi đâu rồi? Lên xe. Mệt dễ sợ luôn. Rồi chưa? Hai cha con lần đầu tiên được đi xe hơi phải không? Không có đâu, nhà tôi có chiếc xe hơi đó. Mà bữa nay tài xế nó lãnh lương xong nó lấy tiền nó đi sắm vàng rồi. Trời ơi, có xe hơi thiệt luôn hả? Có xe hơi. Nhỏ này rành xe hơi không? Rành lắm, trời ơi, nó giỏi xe hơi lắm đó chú. Trời ơi, rành ai? Rành sao chịu xích beo vô nè?
Ủa xích beo là gì vậy chú? Nè, ngu quá không biết gì hết. Xích beo là thắt cổ đó. Xích beo thắt cổ nào? Ủa? Trời ơi, thắt cổ cho chết hả? Xích beo là mình vậy nè, hiểu không? Nè, lấy xích beo là vậy đó, không biết. Vậy đó, chụp nha. Đó. Thắt cái mình lại thôi chứ không phải thắt cổ đâu. Ủa, để chi vậy chú? Không hiểu hả? Không. Giải thích được không? Đây nè, để là ví dụ như xe mà nó có thắng gấp đó, cái mặt con khỏi đập vô kia, hiểu không? Đúng rồi. Đó, nhưng mà nếu mà vậy, tôi thấy thắt cổ chết còn đỡ tức hơn á. Trời ơi, đụng cái cổ thắt luôn á. À, không dám đâu, đập mặt vô mới sợ chứ sợ thắt cổ. Thôi đi đi chú ơi. Nè, tôi hỏi chú nè, bộ xe này chú mua ở Hàn Quốc hả? Hàng gì cái máy sưởi nó tốt ghê, ngồi trong này chú y như lò bánh mì, chạy đi ông nội. Xe này xe chế chạy mùa đông mà có máy sưởi, hồi nãy giờ mở máy sưởi đó. Trời ơi bà mẹ, chạy mùa đông mà mùa này là mùa gì đâu, mùa hè đâu, nhanh nhanh đi, nóng quá đây chịu không nổi đâu. Để mở máy coi. Trang điểm cho đời vui đêm nay, chén chú chén mai vơi đi lại đây. Cái quê này đồng bào ai biết ai sao lại xem nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Lại lẹ lẹ mấy cha nội ơi, quát ao xìm mì đường mày... còn dài lắm, đẩy lẹ lên. Mày xuống mày đẩy đi. Ông xuống đây. Xuống mày đẩy đi. Ông xuống đây. Con nói với ba rồi, con thấy nó dán là con biết nó bệnh rồi mà. Ai mà biết đâu. Trời ơi, xuống sao được mà xuống. Leo xuống mày. Bây giờ tôi xuống rồi, ai lái xe đây? Bà mẹ tao phan mà cái vật chất rồi, leo xuống đây. Xuống. Mệt quá, hai cha con thiệt tình. Mày leo xuống mày đẩy phụ tao coi. Trời ơi, sao hai ông cha con kiếm chuyện tôi hoài vậy? Kiếm chuyện cái gì? Tao hỏi mày nè, mà cái xe này nó đã nặng rồi, mày ngồi trên đó, hai cha con tao chút xíu này đẩy cái này kiểu tưởng mệt không? Thì phải đẩy chứ sao? Mày đừng ngồi trên xe mày còn hát nữa. Ở chứ tôi tưởng tượng tôi thích hát lắm hả? Tôi hát thằng chay hát cho hai người nghe này, thấy tâm hồn phấn chấn, rồi đẩy xe cho nó khí thế lên. Phấn chấn cái đầu mày. Ông làm gì quýnh tôi hoài á? Quýnh mày đó. Ba. Ai vậy? Sao chú quýnh đâu? Ai kêu ba quýnh đâu? Chú quýnh ba con kìa. Quýnh ông lại ông sao? Mày ngồi trên xe mày sướng thế bò rồi. Sướng cái gì? Cũng tại ông cơ mà. Sao tại ba con? Xe này xe xịn chứ mà xe lô đâu. Máy xịn đàng hoàng, nhưng mà tại không phải là nó hư, mà là nó hết xăng nên phải đẩy thôi. Hết xăng hả? Chứ còn nữa. Trời ơi, chú chạy xe ăn tiền làm như chú chạy xe ăn dây thun hay sao không? Chú không đổ xăng. Thằng này nói chuyện không? Ông thấy con nói chuyện gì? Nó nói đúng rồi. Nói sao đúng được? Ông chạy xe ông ăn tiền, ông phải đổ xăng chứ. Ta ăn tiền nhưng mà tại ba mày tao mới không đổ xăng. Sao nó tại tôi? Hồi nãy đi ngang qua cây xăng tôi nói hồi ứng tiền tôi đi, tôi vô tôi đổ xăng. Ông không chịu ứng. Ông nói hồi chạy đi. Rồi tôi nói chạy hồi lạng qua đi bộ nha. Ông nói ừ có gì ông đẩy phụ. Nói giờ mày qua mày làm gì với ba mày đi. Rồi xong ba ơi, chuyện đã gõ vậy nữa. Ba đứng đi gây lộn vậy nữa. Đưa tiền hết rồi. Trời ơi, đẩy xe thì muốn xỉu luôn mà tiền phải trả hết cho ông này. Trời ơi, con nói đã không chắc rồi ba không cần. Mày á, cứ nói ba cái chuyện xui xẻo không à. Bây giờ trước sau gì cũng phải vậy thôi. Bây giờ trả tiền cho mày nè mày. Thà tao trả tiền cho mày tao đi bộ còn sướng hơn. Thôi giờ gần tới thành phố cũng đi bộ sướng được á. Đi bộ cho rồi còn đỡ hơn là phải đẩy xe. Thôi nha, không được đi bộ nha. Hai cha con đi bộ rồi bỏ tôi ở đây mình chơi với ai. Chứ mày để cha con tao ở đây là ở lại đây là cũng đẩy phụ mày hả? Thôi ráng đẩy xíu nữa đi. Còn lâu rồi mày, đi. Chơi với ông chơi ai? Lấy bánh ra đi rồi. Dạ. Thôi hai người làm gì kỳ cục vậy, ở lại đi. Dẹp đi mày. Ở lại chơi với chú hả? Mày quên đi. Đây lại đẩy thêm mười mấy cây số nữa tôi cho mỗi người ly trà đá nè. Tôi đạp trong mặt mày. À, còn thấy ba mày khôn không? À, ta đưa có 20.000 thôi, ta để nó ở lại nửa đường ha, nó khiêng nó đẩy xe thấy bà nội nó luôn. À, ba khôn quá ha. Đi chưa được cây nữa đẩy 5 cây mà đưa 20 nữa khôn quá. Mày á mày, mày móc lò hoài. Cho nó đẩy thấy bà nó luôn đi. Còn hơn đỡ hơn à, mình ở đây mình vừa đẩy nó tới thành phố mà mình còn phải trả tiền. Trời ơi. Không? Trời chắc ăn hả? Không dám đâu, không dám bỏ này đẩy lại mình đâu. Không có đâu ha. Trời ơi, lái xe chuyên nghiệp mà làm sao có chuyện đẩy bộ mình. Bị dụ rồi. Bị dụ rồi con. Không dám không có xăng đâu. Nè, nguyên can nè ông nội. Ông nói đã chưa chắc rồi
nào tới bây giờ con nhìn nó đang đẩy nó thấy không? Trời ơi! Ông đang đổ xăng rồi ba ơi! Trời ơi! Đốt nhà tụi bay cũng được, đừng nói chi mà đổ xăng. Trời ơi! Ủa mà xe mình đâu hết xăng đâu, đổ làm chi? Thôi để đây. Thôi kiếm ai dụ tiếp. Trời ơi, hai cha con này giờ thấy nó chạy qua chắc tức lắm. Trời ơi ba ơi! Ê! Hai cha con! Sao không ai đẩy cho xe chạy vậy nè? Có tiền thơm mất dạy mày lương gạt hả mày? Mà ngu tự nhiên hồi nãy tao đưa tiền cũng không cản nữa. Trời ơi, sao ba nói nãy ba mới nói ba thông minh mà, thông minh quá. Bây giờ cũng phải đi bộ thôi, đi đi. Thôi chơi con nói không có chắc ăn mà ba không có tin mà. Nó bụng quá. Ha, đi từ sáng tới giờ không con không có gì vô bụng hết. Tới chỗ nào ba cho con ăn miếng đi ba. Ăn bánh đỡ đi. Thôi đi cho rồi, chắc cũng còn vài tí vài cây số nữa là tới thôi. Trời ơi gần quá. Thôi gạt không à. Quá. Vô đi con, vô đi, ngồi đây ngồi đây. Bỏ vô đây, bỏ đây. À, cho hai tô cho đi. Cho hai tô hủ tiếu. Bao nhiêu tiền? 5.000 tô hả? Còn hai cái tính để về cạo gió đó mà trả luôn. Hai cái chú nhanh giùm. Nhanh lên chú ơi. Đó, bây giờ là chắc ăn rồi ha. Được chưa ăn chắc rồi. Chắc đâu ba. Nhanh đi chú em ơi. Ba, chưa có chắc. Bậy. Sáng giờ cái câu chưa chắc á mà. Nó xui. Con nghe người ta nói á, nước lèo của cái này nè làm bằng trùng chỉ không á. Trùng chỉ hay không trùng chỉ, miễn sao nó ngon là được rồi. Mày nghe không? Ôi mùi thơm phức luôn. Bây giờ là chắc ăn rồi nghe con. Cầm muỗng lên. Dạ đây. Cầm đũa lên. Dạ đây. Gắp bỏ vô miệng là chắc ăn rồi. Dạ chưa chắc đâu ba. Cái gì vậy? Cái gì đây? Đây vui quá nè. Con nói đông quá hả? Cái gì mà đông quá trời đâu ba? Chắc có hồi chạy lên tàu đó. Chắc cái gì vui quá đi. Chút nữa ăn xong tới đặng chơi ba. Ăn xong hai cha con mình tới đặng chơi. Bà mẹ nó, cái xe hủ tiếu đâu? Nó biết tàng hình. Ủa không phải cái thùng bánh tét đâu? Mày lanh chanh tự nhiên cũng nhiều chuyện, đừng có coi là đâu có bị cái gì. Tao trả hết 10.000 đồng bạc rồi không ăn được một miếng nào, mắc luôn cái thùng bánh rồi. Trời ơi, thì tại ba không có kêu ra ngoài cơm thì con ra ngoài cũng tại mày. Cái xui cái câu mà chưa chắc đâu ba. Đi đi mày đi. Không ba, giờ con đói quá làm sao? Uống nước sâm đỡ cho ra đâu. Trời ơi, uống nước cầm hơi chắc chết quá, thôi kệ đi luôn. Đi đi. Bà mệt quá sao con giữ bà đi trong cỏ không vậy? Con đi được đâu? Chừng nào mới tới nhà? Quý mẫu à, mấy mẫu ra muốn nữa tới mà. Bà đói bụng quá đi. Cứ chưa chắc không à, đói bụng là chắc lắm rồi. Chưa chắc là đói bụng đâu à. Lấy cái gì ăn mà chưa chắc? Rau muống. Hay. Đúng rồi, đói ăn rau, đau uống thuốc, xuống hốt rau muống về ăn. Đi ba. Bẻ lá giang lên luôn. Nè, cầm đi. Trời ơi, hồi làm banh lỗ mũi luôn. Quá lù quá. Đi đi. Cái gì vậy? Con cá. Con cá, bắt cá. Mũi đây nè. Được rồi.
ơi, được một con cá rồi. Con cá gì ba? Cá lóc đây. Trời ơi, cá lóc mà làm canh chua với rau muống là hết sảy luôn. Chắc chắn là tối nay hai cha con mình sẽ có một bữa ăn thiệt là ngon rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao tán trong mặt mày, từ sáng tới giờ xuôi là cũng tại cái câu chưa chắc của mày đó. Con nói chưa chắc là chưa chắc. Làm sao mà chưa chắc được? Cầm như vậy là chắc cú rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao quánh mày chết đi kìa. Nói đúng mà anh Năm nè. Ủa chị hai đi đâu vậy? Trời ơi, tôi đi coi bà con mình thả diều nè. Mà sẵn rồi gặp ông anh đây mừng quá cho tôi lấy 300 nghìn tiền bánh. Cầm đi con. Chơi, có chơi. Tiền hả? Có chờ, tiền chờ hả? Tôi chút cầm đi con. Như nè, vậy? Trời cái ơi, lộn của quần tôi đưa chị chứ tiền đâu đưa ra 3 ngàn. Còn có lấy đâu ra 300 ngàn. Ủa sao kỳ vậy? Rồi bánh tôi đâu, túng bánh tôi đâu, tôi không biết à. Kể tôi cho bà nghe đi. Tiền cho tôi à. Tôi lại bà. Bà đi về đi. Rồi từ từ tôi tính cho bà nghe. Hai cha con tôi hồi sáng tới giờ không có một cái miếng gì trong bụng. Bà ngồi bà khóc kiểu đó. Bây giờ bà ăn cái gì? Bà ăn xíu quá đông. Này, tôi không biết. Tối chồng tôi về nó quánh tôi ra. Trời ơi, quánh cái gì? Tối giờ hai cha con tôi đi qua bên bển nói chuyện với anh hai, không có quánh chị đâu. Hai cha con ông lừa tôi rồi. Mày nói đi. Lấy 300 nghìn đi lên Sài Gòn ăn chơi rồi phải không? Trời ơi, mày nói có phải ăn chơi? 300 nghìn đi ăn chơi rồi nào. Trời ơi, nói là với dì hai nghe nha. À, bán thì bán không được mới trở về nè. Còn còn nạn ở trời ơi, không biết kể gì chừng nào nữa. Bị nạn tùm lum tùm la hết. Nạn gì mà nạn dữ vậy? Trời ơi, cuối cùng rồi nguyên cái thúng bánh nó mất hết. Cha con tôi nhịn đói đi từ dưới trên tỉnh về tới đây. Bà mẹ nó còn đi lụm rau ra về ăn đây nè. Chị thông cảm chứ giờ lấy đâu 300 ngàn. Thôi không phải vậy đi. Giờ ông anh tính sao? Bây giờ tôi tính về cho từ từ đi. Chờ tới mùa đi xong tôi gặt lúa xong á. Rồi tôi đông đủ 300 ngàn tiền lúa. Tôi kêu thằng nhỏ đem qua nhà cho chị. Vậy tới mùa anh mới đưa tiền hả? Chứ bây giờ lấy đâu ra? Trời ơi sao lâu quá vậy? Thôi vậy cũng được đi. Thôi giờ vậy tôi quyết định là tới mùa là đưa cho tôi 300 ngàn. Được rồi, cảm ơn chị. Thôi đi về đi chơi đi. Đi coi thả diều đi. Tôi đi về nha. À đi đi. Trời ơi sao dán còn bóc quá ra đường coi chừng ta đĩa ngang. Rồi tôi biết rồi. Nói xong rồi ói ngang. Thôi đi về. Dạ. Bà thấy không, cuối cùng là bà cũng còn được con cá để về ăn. Chưa chắc đâu ba. Sure. Giờ này là chắc lắm rồi. Nè ơi. Hả? Tôi nói nghe nè. Hả? Thôi giờ tôi tính gì đi. Cái gì? 300 ngàn á thì đến tới mùa mới đưa. Hả? Mà tiền lời không có. Thôi giờ mình gỡ con cá đi. Để tôi về đặng tôi kho cho chồng tôi ăn. Chứ bây giờ hả, không có tiền mà coi như không có cái gì lỏng quách tôi chết. Thôi giờ tôi cầm con cá. Không nha. Sao không sao, mình còn rau muống ba. Mà quên nó nghe nè. Gì nữa? Cái này mới là chưa chắc đâu nè con. Cá kho mà không có rau ăn thì kỳ quá. Thôi đưa dì hai bó rau luôn đi. Cái này mới là chắc nè đó. Dì về dì ruột rau cho chồng dì ăn nè. Còn cái này cá kho. Thôi ha, cảm ơn nghe. Cái này là chắc rồi đó, thôi đi nha. Con bao nhiêu đó không, mày cũng để cho con mẹ hai đó lấy mất rồi. Bây giờ đó, một cái điều từ sáng tới bây giờ mày chỉ có một câu chưa chắc đâu ba. Mà bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi. Bây giờ tao mới nói lại mày một câu là cái điều này rất là chắc nè. Là điều gì vậy ba? Hai cha con mình tối nay sẽ nhịn đói. Chưa chắc đâu ba. Được hả mày? Mày nói vậy là sao? Con nói thiệt. Lấy cái gì ăn mà không chắc? Ba coi nè. Hí. Đòn bánh tét. Thôi ăn nhanh đi. Nếu không cho chắc bà hai đã tới nữa là chết liền. Ăn cho chắc ăn. Con là thằng Tèo. Thằng Tèo? Dạ, là cháu của nội á.
đi con Tèo. Áo nhỏ xíu sao con mặc vừa? Trời ơi, thằng Tèo nó mới đẻ thì nó phải mặc áo nhỏ chứ làm sao. Không dám đâu, con lớn rồi mà, sắp bằng nội rồi. Thằng Tèo nó lớn, nó sắp bằng nội. Dạ. Vậy là nó thành thằng hai rồi. Hai, đi vô má tắm cho. Đi, đi, đi. Trời con. Khổ nội ghê á. Sao? Con không phải là con trai nội, mà là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Có gì đâu không hiểu, dễ hiểu mà. Dạ. Có nghĩa là vậy nè. Cha con là con trai của nội. Ừ đúng rồi. Còn con là con trai của con trai nội. Nội hiểu không? Con là con trai nội. Không hiểu. Không hiểu hả? Có gì đâu mà không hiểu. Có nghĩa là vậy nè. Sao? Con á là con trai. Ủa, cha con á là con trai của nội. Còn con là con của cha con. Là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Ừ đúng rồi. Thì con là cháu của nội. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa, vậy mày là thằng nào? Con là thằng Tèo, cháu của nội, nội nhớ chưa? Tèo là cháu của nội. Ừ đúng rồi, cháu của nội tên Tèo. Đúng rồi. Đúng rồi. Nội nhớ rồi, mừng quá. Trời ơi, bổ cha mày làm như là nội lẫn vậy không bằng à. Nè, mặc áo vô coi. Con nói rồi, cái áo này nó nhỏ xíu, con không mặc không có vừa. Ủa mà ba con đâu, thằng hai đâu rồi, đi tìm nó coi. Cha con đi đóng củi rồi. Mà thôi, nội ngồi đây đi. Con đi lấy cơm cho nội ăn, chịu chưa? Nhưng mà nội nhớ nha, đừng có cho ai vô nhà mình hết á. Nhớ rồi. Nếu mà cho ai vô nhà mình á, người ta lấy hết đồ á, làm nhà mình tiêu luôn á. Nội nhớ rồi mà. Nội ở đây nha nội. Đừng có cho ai vô nhà nha nội. Nội nhớ rồi. Nội nhớ nha nội. Rồi. Trời đất. Nhớ nha. Kỳ cục vậy ta. Dạ. Làm gì vậy? Con lăn chung chơi. Con lăn cái gì đi tìm cho cái múa cho cha con. Ủa nội, chơi gì vậy con? Con chơi gì đâu, con với cha đang tìm cái búa mệt muốn chết nè. Ờ vậy hả? Kỳ cục quá. Cái búa về mỗi lần đi làm về là để lại chỗ cái góc này. Mà cha có nhớ kỹ là cha cắt ở đó không? Ờ, cha đi về là cha để đó chứ để đâu. Không lẽ nhà mình lại có ăn trộm hả? Cái gì? Con mới nói cái gì? Ăn trộm hả? Ai ăn trộm? Nó phải không? Đó, con là thằng Tèo. Không phải má ơi, thôi má qua đó má ngồi đi, má đừng có chạy lung tung nữa. Vậy mà đó. Má có cất cây búa của con không? Có thấy. Cất ở đâu? Trong tủ á. Ủa gì kì à? Sao nãy giờ nội ngồi đây mà nội thấy ở trong tủ? Vậy sao má không, má thấy trong tủ rồi đâu, sao má không đưa ra cho con? Trời ơi, thì đó cây kiếm mà ba con đi chinh chiến má cất kỹ lắm trong tủ á. Trời ơi má ơi, con kiếm cây búa cho con kiếm cây kiếm làm cái gì mà. Ủa? Kiếm cây búa hả? Con kiếm cây búa. Cây búa đi chặt củi á nội, chứ không phải cây kiếm đi đâm đâm. Vậy sao nãy giờ không nói? Trời, nói nãy giờ. Để má lấy cho. Nói nãy giờ. Cha biết liền, cha biết là nội con giấu cho không ai hết á. Đúng rồi nha. Cái này á, để vô cùng bí mật. Má không có cho ai biết hết á. Con cũng đừng cho ai nhìn thấy nha không? Trời ơi, ai mà thấy chỗ làm cái nào gì? Mà kính nè. Quá vậy? Cái này là chiếu chỉ của vua ban cho ba con đó. Trời đất ơi má ơi, con kiếm cây búa, con kiếm cây búa, con đi đi, đi chặt củi chứ không phải con kiếm cái này. Trời ơi, sao nãy con không nói? Nói nãy giờ rồi. Con có nói hả? Có, con kiếm cây búa, hồi nãy giờ kiếm cây búa mà. Cha con nãy giờ nói mà tại vì nội không nhớ đó. Rồi để má vô má lấy cho. Trời ơi, đâu có gì đâu mà. Mệt dễ sợ luôn. Đây nè. Bà nội con cất cho mai trần á. Nè. Mà giờ hỏi ra là bà tự ăn. Nè. Nói ra. Ăn cơm đi rồi con đi học. Hai, ăn cơm đi rồi vô má tắm cho, nhanh lên. Ngồi xuống nè. Má ơi. Hả? Bây giờ không phải là con muốn ăn cơm. Chứ... con nói là con muốn kiếm cái búa. Cái búa này nè. Trời ơi, sao nãy giờ con không nói? Trời ơi. Tao tao được rồi, để má vô má lấy cho. Cha còn chết như bà nội luôn quá trời. Cha chết trước nè. Hồi nãy giờ đó bà nội. Cái kiểu con... này là tìm cây búa tới ngày mai luôn. Bí mật không? Bữa nay cha khỏi đi đúng không? Cái này là thượng phương bảo kiếm của vua ban cho ba con đó. Nữa. Nữa.
Thường Thương Bảo kiếm nữa. Thôi được rồi, cho con coi cái Thượng Thương Bảo. Trời ơi, đúng rồi, cái Thượng Thương Bảo kiếm đây. Không có cái này là cả nhà chết đói luôn rồi. Cảm ơn cái Thượng Thương Bảo kiếm Hoàng Thái Hậu. Con đi củi đây. Cha ơi, nhớ về với con nghe cha. Thượng Thương Bảo kiếm đâu quá ra là cái búa. Con cho nội ăn gì vậy? Con cho nội ăn xả đó. Cái này đâu phải xả. Cái gì hả nội? Cá. Hả? Quý trời, hồi sáng đi dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ làm gì mà một đống thù lù trước sân thay gom vậy? Má mới sắp ra đó. Ủa má tính đốt lửa ung khói hả chi vậy? Ủa thằng Tèo đâu má? Không biết, hồi sáng giờ không có thấy nó. Ủa, ê, cậu là ai vậy? Con là thằng Hai nè. Hai hả? Ủa, con đi đâu mới về vậy? Đi đông cụ về. Trời ơi, mệt lắm không con? Mệt muốn chết luôn. Ủa, mà cậu là ai vậy? Con là thằng Hai. Ủa con đi đâu mới về vậy? Con hả? Đi đúng củi về trời ơi. Ừ mệt không con? Má mệt không? Mệt. Má mệt hả? Má mệt nghỉ ngơi đi. Con cũng mệt gần chết rồi, có mấy câu hỏi miết. Ủa mà thằng Tèo đâu? Không biết nữa, nó đi đâu đó không biết. Sáng giờ không thấy nó. Thằng này nó đi đâu ta? Thôi con đi tìm nó nghe. Chứ lỡ nó lọt sông rồi nó mất công lắm á. Chừng nào nó về đó, má nói nó ở nhà chờ con nha. Mệt ghê vậy đó. Thôi con đi nha má. Thằng này nó đi đâu kìa? Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Thằng này đi đâu mà lính qua lính quýnh vậy không biết nè. Không biết ai vậy ta? Cha ơi! Đợi con với cha ơi! Cha! Cha! Ủa nội, hả? Con mới nghe tiếng của cha con mà. Đâu có đâu. Thì sao con nghe kìa? Không biết. Không biết nữa hả? Vậy nghe cha nói con đi cái, đâu? Cái gì mà ra suối rồi chết đuối gì không biết nữa. Trời ơi, vậy cha con té xong. Ủa mà sao nội biết? Nó mới nói tức thì nè. Mới nói hả? Thôi để con đi tìm cha con. Cha cha. Là ai mà chạy lính qua lính quýnh nha. Cha ơi, cha ơi, cha. Mày đi tìm cha mày chạy qua mày tìm ra, đi đâu vậy? Dạ con đi tìm cha. Mắc mơ đi tìm cha. Nội nói cha té xong chết đuối mà. Trời đất ơi, con ở với nội bao nhiêu lâu rồi? Bà nội bị lẫn mà. Bà nội nói tùm lum tùm la, con tin bà nội làm cái gì? Chạy như vậy hả? Lỡ mày té xong rồi sao? Con đâu có ra ngoài sông đâu. Mệt muốn chết luôn à. Con đi lấy cơm cho nội ăn chứ bộ. Ngồi xuống đi. Dạ. Tìm con cha chạy mệt muốn chết luôn. Cha mà con không mệt à? Mà cha. Con nghe lời bà nội làm gì? Bà nội lẫn rồi. Cha, tại sao bà nội lẫn vậy cha? Thì bà nội già rồi bà nội lẫn. Tại sao già vậy cha? Thì bà nội sống lâu rồi bà nội già. Tại sao sống lâu mà già cha? Thì lâu năm rồi cái con người mình nó quéo lại nó già. Vậy cha sắp quéo giống như bà nội vậy hả cha? Tao sắp rồi. Vậy chừng nào tới con? Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới thôi. Dạ. Mày cũng sẽ quéo như cha mày, rồi quéo như bà nội mày. Hỏi tầm bậy tầm bạ không à? Con sẽ chờ đợi nó. Yeah. Thôi cha ơi, mình đi về đi cha. Thì đi về chứ. Nghĩ mệt chút là phải về chứ. Dạ. Ngồi đây hoài mệt quá. Ây nha. Mà con biết không? Dạ. Mấy người lẫn mệt dữ lắm con ơi. Dạ. Ê, biết người ta lẫn cũng... Cha. Hả? Cha. Muốn biết người ta lẫn thì làm cách nào cha? Thì mấy người già họ lẫn rồi đó. Họ không có nhớ chuyện bây giờ nhiều. Mà chuyên môn nhớ chuyện ngày xưa không à. Rồi cứ
lầm bầm một mình vậy đó. Dạ, còn ruột đánh người ta cắn người ta là sao cha? Ruột đánh người ta cắn người ta là điên, chứ không phải là lẫn, con hiểu không? Dạ, vậy cái nào nguy hiểm gì cha? Nói chung là cái nào cũng nguy hiểm hết á. Thôi đi về đi, bà nội ở nhà bà nội nấu cơm xong rồi lỡ bà nội ấy là làm trái nhà là chết luôn á. Dạ. Đi về. Lớn ơi gì già, già hay gì lớn tuổi. Lớn tuổi á, tại vì quéo lại. Ba vui quá. Mày lẫn luôn rồi. Ủa má làm gì vậy má? Cái gì? Hả? Đừng có la lớn nha. Má cho con cái này nè. Cho gì? Tiền. Tiền? Đi. Ở đâu má có? Thấy rồi thấy đó. Ba. Má ơi cái này là lá cây chứ không phải là tiền. Đồ tiền. Cắt đi để người ta thấy mà. Má còn mấy có. Mấy cái vàng lá ở đây nữa nè. Đây nè. Không phải đâu, nguyên cái đống này là vỏ cây với lại lá thôi. Đâu phải tiền với vàng đâu. Trời ơi, má ơi. Cái này đem đốt đi. Đừng có để làm cái gì, không phải tiền. Con không tin má hả? Cái này của ba con để lại cho má mà. Thôi, cái này dơ lắm má, đừng có lụm nữa. Thôi má vô nghỉ đi. Lá cây hả con? Lá cây không hà. Đốt hết con. Rồi đốt hết, thôi để nó đi. Chừng nào muốn đốt là đốt. Thôi vô nghỉ ngơi đi má. Kỳ quá ta. Vô nghỉ đi. Mình nhớ hồi trước đâu có ăn vậy đâu ta. Mà sao giờ má mình lẫn quá vậy. Làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Ngày xưa má mình là một tay lo ruộng vườn quán xuyến. Bây giờ không có biết làm cái gì mà còn gây rối tùm lum tùm la trong cái nhà này. Thiệt. Bởi vậy con đố cha, con lại. Đố thằng cha mày chứ đố. Hỏi một đường. Thử lần. Làm gì à? Con đố cha cái này là cái gì? Không lẽ là tiền? Con đố cha mấy cái này là cái gì? Mày đừng nói tao cái này là vàng nha. Vậy con đố cha một lần cuối nè. Con giống cha hay giống mẹ? Giống bà nội mày. Rồi, cha lớn thiệt rồi. Mày làm gì thằng quỷ? Hả? Mày làm gì vậy thằng quỷ kia? Tao gặp cái chết cha mày bây giờ. Vô cớ đánh người. Không lẽ lớn mà còn điên? Điên thằng cha mày chứ điên. Tao vậy mà điên hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đang bực bội gần chết à. Vậy sao? Tự nhiên cha ngồi đây cha nói lẩm bẩm chuyện ngày xưa đó. Thì ta nhớ lại, giờ thấy bà nội lẩn như vậy, cha mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa, lúc bà nội còn tỉnh kìa. Bao nhiêu công chuyện nhà bà nội làm hết trơn. Bây giờ bà nội lẩn rồi, không còn biết một cái gì nữa. Gạo để ở đâu cũng không biết, mâm để ở đâu cũng không biết. Có một bữa bà nấu gạo, bà nấu, bà lấy gạo bà không lấy, bà lấy cát bà làm cho một nồi. Bà biểu tao ăn. Ban đêm không có đèn, tao quất vô một cái muốn chết luôn rồi. Bây giờ đó bà nội hay gom lá như vậy nè. Nói đây là tiền, đây là tiền. Trời ơi thiệt là khổ quá đi. Đây là tiền. Hèn gì. Hồi nãy á, con thấy bà nội á cha, nội đốt tiền á. Con hỏi nội nói gì, đốt gì. Nội nói đốt tiền. Ai dè, đốt lá cây. Đó thì nội gom hết một đống như vậy nè. Rồi nội đem nội đốt rồi. Cha kêu nội đốt hả? Ừ cha kêu đốt. Ừ hèn gì. Con thấy nội bỏ mấy cái lá này vô mấy cái túi đỏ đỏ đó. Đốt. Ây à, thì đó. Bà nội con lẫn rồi. Thiệt. Khổ ghê đó. Lụm mấy cái lá này còn bỏ vô trong cái túi đỏ đỏ. Mà mấy cái túi. Mày nói cái túi đỏ đỏ gì? Nó đỏ lắm.
nó đỡ giống vậy không? Chính xác, nó y chang như vậy nè. Cái thằng chết mẹ rồi, đốt thằng nào, đốt mấy túi. Dạ, ba bốn túi gì đó. Trời ơi, mấy cái túi đó là mấy cái túi tiền của tao. Tại sao lại nỡ lòng nào đem đi đó? Tiền đó là tiền dành dụm tao bán củi biết bao nhiêu năm trời, để dành dụm là tương lai của mày, để sau này mày cưới vợ. Tại sao bà nội mày đốt, mày không cản bà nội mày lại? Thì cha nói là bà nội lẫn rồi, đừng có nghe bà nội nói gì, đừng có nghe. Thì con nghe lời cha thôi. Trời ơi, tại sao mẹ lại giết con như vậy? Trời ơi, tiền cưới vợ của con đó con ơi, bây giờ bà nội mày đốt. Ít trời ơi, hết đâu rồi. Vô đỡ lên nha. Rồi để vậy giờ thả xuống đây, thả xuống đây. Xong rồi hả? Ờ. Cha, hả? Xe này đẹp của hai cha. Ê, coi cũng được. Dạ. Chút nữa cha đẩy con đi đi chơi nha cha. Yên tâm đi, có cái xe này xong hả con ngồi lên xong cha kéo con ra ngoài chợ chơi. Cha chở con ngoài chợ xong cha chở con tới nhà thầy chơi luôn nha cha. Được rồi, cha chở mày đi học mỗi ngày luôn. Dạ, vui quá trời. Nhưng mà không được. Sao? Nếu mà cha đẩy con tới chợ rồi chở tới nhà thầy được chở đi học á, nhà nội ở nhà đốt nhà làm sao? Điều đó cũng là điều mà cha trăn trở đó. Bây giờ bà nội già rồi, ở nhà cũng không làm được cái gì, mà nội lẫn quá rồi, lắm rồi nội hay đưa lấy lá nội đốt nữa, không chừng có bữa nội đốt xong á cháy nhà, rồi nội ở trong nhà nội ra không kịp, rồi nội chết nữa. Bởi vậy cha mới tính đưa bà nội vô trong rừng ở. Có được không cha? Được. Cha đi củi cha thấy rồi, ở trên rừng có cái hang núi, đưa bà nội vô trỏng ở là an toàn nhất. Vậy chừng nào mình mới đưa nội lên trỏng cha? Thì cái xe này đóng xong đó là cha tính đưa nội lên trên núi. Vậy cha chờ con chút nha. Làm gì? Vậy giờ đưa nội đi luôn hả? Vậy xe này xong rồi. Vậy thôi đi đi. Vô kêu nội. Dạ. Vô gói cho nội ít đồ ăn khô. Thôi đồ ăn ướt đi cha ơi. Đồ ăn ướt để mình ăn, đồ khô để cho nội ăn. Nội ăn như vậy nội uống nước vô, nó nở ra nội no lâu hơn. Dạ. Nội ơi nội. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi nội. Sao con không đẩy phụ cha nặng quá đi? Con có đẩy mà. Ây cha. Trời ơi. À. Sao cha kéo mình cha mà mày ngồi lên luôn là sao? Mày không đẩy phụ cha. Con mệt muốn chết rồi. Đang mệt quá. Ủa sao con dừng lại vậy con? Dạ cũng gần tới rồi má ơi. À. Cha. Hả? Sao cha bỏ nội trong đó vậy cha? Thì cha nói con rồi đó. Dạ. Để cho bà nội trong đó an toàn hơn. Dạ. Lỡ như bà nội lạnh thì sao cha? Ở trong hang đá cũng không lạnh lắm đâu. Lỡ như thú dữ tới ăn thịt bà nội sao cha? Ăn thịt cái gì? Bởi vậy cha mới đem vô trong hang, chứ không thôi cha để ngoài rừng rồi. Vậy bà nội ở trong đói sao? Lấy con sao ý kiến nhiều quá. Thì chừng nào bà nội đói đó là cha đi làm lấy củi đó là cha đem cơm vô cho nội ăn. Dạ, thôi nội, con cho nội cái áo nè nội. Có gì á bà nội đáp nha bà nội. Vậy con đưa má vô trong đó rồi chừng nào con rước má về. Thì chừng nào con nghỉ đóng củi xong rồi con đón má về. Rồi vậy chừng nào con mới nghỉ đóng củi lận. Trời má hỏi mắc cười quá, nhà mình hả? Mấy đời làm nghề đóng củi rồi.
Bây giờ con làm không chừng là con tới già nữa, con có cháu nội y như má nữa, con cũng chưa hết làm nghề này nữa. Vậy má ở luôn trong đó suốt đời luôn hả con? Thế không sao đâu má ơi, má cứ vô đó má ở đi, không có gì đâu. Thôi con ở đây nha. Cha đưa bà nội lên trên hang. Sao không cho con đi theo? Ở đây đi, mày đi lên đó, mày đi không được mày té bây giờ. Thú dữ ăn con sao? Có cái búa đó, dạ. Ở đó đi. Cha đi đó. Kéo bà nội cẩn thận nha cha. Ừ. Bà nội đi nha bà nội. Bà nội ở đó mạnh giỏi nha bà nội. Thiệt không hiểu cha nữa. Đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ. Mới lên trên núi xong rồi về là ngủ rồi. Ngủ xuống vậy là lỡ thú dữ nó ra là sao? Dậy. Dạ. Dậy. Con có ngủ đâu. Con ngủ rồi sao con nằm xảy ra vậy? Trời ơi con có ngủ đâu. Con thấy hết luôn á. Thấy hết luôn rồi hả? Dạ. Thôi đi về. Dạ. Đi. Cha đi chút đi. Ở đây đâu mất tiêu rồi. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Dạ. Đi đâu vậy? Con lấy cái xe này. Con ơi bỏ dạ. Xuống đi. Sao con cực vậy? Bỏ luôn cái xe đó đi. Đi đi về đi về. Thôi bỏ chi cho nó uổng. Uổng cái gì mình đâu có dùng nó nữa đâu. Có. Sau này cha có già giống lẫn giống như bà nội á. Con cũng để cha lên cái xe này. Kéo vô trong rừng. Xong ẵm cha lên núi. Bỏ vô trong cái hang đó đó. Giống như bà nội đó cha. Chi vậy? Thì khỏi tốn quần áo. Khỏi tốn thuốc men. Con đâu có được làm như vậy. Vậy sao? Mình bây giờ mình làm bà nội được. Vậy sau này con làm cha sao không được? Cha, sao cha khóc vậy cha? Hồi nãy con cũng thấy bà nội khóc y chang như cha á cha. Cha. Cha làm vậy là không đúng hả? Trời ơi, con nói cha nghe này nha. Bà nội. Nhưng mà tại vì cha lo cho bà nội. Bà nội già rồi, bà nội lẫn rồi. Bà nội ở nhà con mình. Nhiều khi bà nội lỡ làm trái nhà rồi sao? Thì bà nội có lỡ làm trái nhà thì có sao đâu. Mình lên rừng á, mình chặt cây, mình về mình xây lại cái nhà khác. Còn nếu như bà nội chết á thì mình có tìm ra bà nội khác được không? Con hỏi cha trả lời đi. Cha cứ ớ hoài. Ê cha, trời ơi, sao cha không về? Chờ con với cha ơi. Cha. Cha. Má. Sao má ngồi đây? Má đợi thằng Hai. Nó đi chặt củi xong rồi nó tới nó đem cơm cho má mà sao lâu quá nó không thấy nó. Con Hai nè. Con sao con khóc vậy? Nín nín. Ôm nín nín đi con, ôm má thương nín nha. Cục cưng của má, cục vàng của má. Con đừng có khóc, má đau lòng lắm. Nằm xuống. Nằm xuống đây má ru con ngủ nha. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống má ru con ngủ ha. Công cha như núi Thái Sơn. Tìm nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy.
má. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Con bất hiếu với má. Má ơi, thôi mình về nha má. À, về hả? Con cổng má về. Con cổng má về nha má. Cha. Con nói cha nghe nè, cha làm vậy mới đúng á. Nội á về rồi, gia đình mình hạnh phúc rồi hai cha. Cha cổng nội về cho con. Nội, nội, con thương nội lắm á nội. Cha, con cũng thương cha lắm á. Thôi gia đình mình về chứ. Thôi đi về. Thôi mình về nha má. Vui quá đi.